Nam Mô A Di Đà Phật. Xin gửi lời chào đến tất cả quý bạn yêu thích bộ môn xem tướng Tây. Thì hôm nay kênh Bí Mật Chỉ Tây đến duyên trả lời cho một bạn khán giả là nam. Bạn gửi thư về cho kênh kèm theo hình của một cái lá số. Và sau khi mà xem qua cái năm tháng ngày giờ sinh ở trên lá số bạn gửi đấy, đó là ngày 11 tháng 12 năm 1995 tính theo dương lịch, và cái giờ sinh đó là ngày 20 vào lúc 23 giờ 30 phút là giờ Nhâm Tý. Tuy nhiên thì trong cái lá số đấy thì vẫn lấy theo đúng của cái ngày, đó là cái ngày ngày 11, nên là cái tính theo cái giờ ngày âm lịch ấy thì cái giờ Tý thì nó đã chuyển sang cái ngày hôm sau của ngày âm rồi. Đấy, có nghĩa là ngày dương thì vẫn là ngày 11 tháng 2, nhưng mà ngày âm ấy thì đã là ngày, thay vì là ngày 10, 12 thì phải là ngày 13 tháng 1. Đấy, cũng vì do lý do này nên là cần phải lập lại cái la số và để lấy cho đúng cái ngày giờ của bạn ha. Thì nói như vậy để cho bạn biết. Thì trong thư bạn có gửi về cho kênh ấy, thì với cái nội dung đó là bạn muốn, bạn có tâm sự đó là 9 năm trước ấy, thì bạn có bị tai nạn ở đầu và thập tử nhất sinh, làm lệch một cái tròng mắt chân tay ấy, thì trên người nhiều chỗ nó co rút lại. Và đến năm ngoái thì lại phát hiện là bị ung thư gan di căn sang phổi. Có thể nói đây là một vận hành quá là khó khăn đối với bạn ha. Quá là khó khăn. Đã vừa bị những cái tật nạn về cái ngoại thương rồi, và bây giờ còn mang thêm cái chứng bệnh ung thư nữa. Thì cần vô cùng là chia sẻ với bạn. Tuy nhiên bạn có nói là trong cái thời kỳ này bạn đang điều trị theo phương pháp ăn thực dưỡng. Thì tôi cũng có biết đến cái phương pháp này. Đây là một cái phương pháp mà người ta gọi là phương pháp từ thực, làm cho cái cơ thể của mình ấy nó từ thực. Có nghĩa là khi mà hạn chế cái dinh dưỡng vào trong cơ thể đấy ở cái mức độ cần thiết thôi, thì những cái con bệnh ở trong 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 người đấy, đặc biệt là cái chứng ung thư ấy, thì nó sẽ từ cơ thể mình nó sẽ tự tìm những cái thừa, những cái ngoài lai để nó tiêu hóa. Đây là một phương pháp của người Nhật Bản ha. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đủ căn duyên để mà thực hiện được phương pháp này, và cũng cầu mong cho bạn có cái sự tiến triển tốt bằng cái phương pháp, có thể nói là phương pháp vừa nhẹ nhàng, đỡ tốn, vừa đỡ tốn là tiền của, và cũng đỡ cái việc tác hại của cái những cái hóa chất theo cái phương pháp thông thường. Bạn có muốn cân xem cho cái đài vần từ 35 mà cho tới 44. Đấy. Thì bây giờ mời các bạn đi vào cái phần luận đoán của cân bí mật chỉ tay. Thì khi mà xem qua cái tướng tay mà bạn gửi đấy, thì cũng có thể nói rằng đây là một cái tướng tay mà đúng là cái phần cốt của mình nó rất là yếu ha. Tuy nhiên là cái phần này ấy, thì nó một phần là do cái bạn đang trong thời kỳ gọi là chữa bệnh, ăn thực dưỡng, gọi là trị từ dưỡng đấy, từ thực đấy, nên cái cơ thể của mình nó bị tiêu tùy ha, nên cũng có thể là nó không phản ứng hết được cái tướng tay. Tuy nhiên trong cái tướng tay này ấy, thì nó cũng nói lên một phần cái sức khỏe của mình nó có những cái yếu tố không có thuận lợi. Đấy. Và cái sự thuận không thuận lợi này, liệu cái thời gian, thời vận mà bạn quan tâm đó là từ 35 cho tới 44 thì nó như thế nào? Bây giờ đi vào cái lá số tử vi. Thì khi mà quan sát vào cái lá số tử vi của bạn này đấy, bạn là người Ất Hợi, tuổi Ất Hợi, thì cái chữ Ất và chữ Hợi đấy thì nó vốn dĩ tương đồng với nhau. Đấy, tương đồng với nhau, khi Hợi nó
nó hình thủy nó sinh cho chữ ít, hình 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 mộc ha, có nghĩa là thiên địa nó dung hòa cho nhau, đó là một điều tốt. Và một điều thứ hai nữa, trong cái cung, trong lá số của bạn ấy, thì cái cung mệnh của bạn cứ vào cái cung dần. Mình là người mệnh sơn đầu hỏa, và mình thì lại cư, mình và thân cư tại cái cung dần. Dần là đất mộc, dần là đất mộc, và cũng nằm trong cái tam giác dần ngọ tuất, cũng có nghĩa là tam hợp hỏa đấy. Thì đó cũng là một cái điều hay, một điều tốt, mà tôi nghĩ rằng một khi mà cái mệnh của mình cứ vào được cái đất, gọi là cái đất là sinh địa đấy, bởi vì mộc thì nó sinh cho hỏa mà. Bởi vậy mà tôi nghĩ rằng cái những cái tật bệnh của bạn ấy, mặc dầu nó đang khó khăn đấy, nhưng mà rất có thể là nó sẽ vượt qua ha, rất có thể sẽ vượt qua đấy. Mà vậy tại sao lại cái mệnh cách của bạn này lại lại gặp cái những cái hoàn tai hoàn nạn như vậy? Nó có một phần như thế này. Cái đầu tiên ấy, thì trong mệnh cách của cái bạn này nó thuộc về cái cách đó là tự phụ vụ liêm tướng. Quan sát vào cái góc của cái cung mệnh của bạn ấy, thì cái mình là cái người mệnh hỏa, mà trong cái cung mệnh này cũng là cung an thân luôn, thì mình có con sao gì, bổ sao gì, vụ vụ tướng ở đây đấy. Vụ khúc nó sinh cho con sao thiên tướng, vụ khúc hành kim sinh thiên tướng hành thủy. Thiên tướng hành thủy nó lại khắc cái bản mệnh của mình, đó là một cái khắc của cái hạng nhân, mà khắc hạng nhân ở đây lại có thêm con sao, đó là cái bà này là tuổi tuổi Ất, nhưng mà mình là âm nam, nên ở đây không phải là con sao Đà La mà là con sao Kình Dương. Kình Dương ở đây, mà bộ Kình Dương ấy, nó chủ về về hành kim, mà chủ về hành kim thì nó có mang cái tính chất đó này, mang tính chất sát ở đây đấy. Nên nên cái việc mà cái mệnh của mình nó bị cái những cái bộ vừa khắc vừa nó vừa là nó khắc mình, phải thứ hai là mình khắc nó đấy, nên có thể nói là cái thân của mình nó bị hư hao đi đấy, bị hư hao, có nghĩa là nó yếu dần đi. Đặc biệt mình là ở cái đất bần nữa, nên nó yếu lại càng yếu ha. Nhưng mà may nhờ ở chỗ ấy, là cái gốc này, như tôi nói, cái gốc này là vẫn là gốc mộc đấy. Nên trong cái lúc mà người ta nói là cái lúc mà nó đến cái lúc tận cùng, thì lúc đó nó mới mới hồi dưỡng trở lại đấy. Và hồi dưỡng trở lại, bây giờ cái vần của bà này mới bước vào tuổi 30. 30 có nghĩa là từ năm 25 mà đang vận từ vận ở cung Phu Thê này, từ 25 mà cho tới 34. Đấy, bạn thì muốn hỏi về cái vần của 30, 35 đến 44 thôi. Tuy nhiên tôi thấy trong cái vần hiện tại của bà này đấy, thì nó có nhiều cái xấu lắm. Có nhiều cái xấu. Cái xấu đầu tiên đó là mình mệnh hỏa đi tới cái đất này là đất thủy. Đất thủy có nghĩa là cái địa lợi của mình nó bị khắc. Cái cây của mình đã yếu, bây giờ đến đây nó lại bị khắc. Mà cái vần này là cái vần vừa khắc ở cái địa lợi, nhưng cũng là vừa khắc bởi cái hạng nhân. Con sao tham lang ở đây cũng trụ về hình thủy, nó cũng không hợp phần với mình. Đấy, mà nhì hợp lại có bồ cừu đồng, cũng là gì? Cũng là hình thủy. Xung quanh bên này có con sao thái âm, có sao thái âm, mà giáp ở đây là giáp không kiếp. Đấy, nên tôi thấy về cái hạng nhân ấy, thì nó không có được sáng ha, không được sáng. Mà một cái điều quan trọng nữa, cái vần này của cái bà này, bạn trẻ này đang đứng ở vần chín thiên không. Đây, con sao thiên không mà đi với tiểu hao ở đây ấy. Thiên không đi với tiểu hao, đi với thiên khôi đào hoa, thì nó chủ về cái gì? Nó chủ về cái sự hao tán ấy. Hao tán ấy. Vừa sức khỏe vừa phải thao tốn tiền của đấy. Và ở đây nó có cái bộ thi con sao thiên khôi, nó cũng chủ về cái phần đầu này đấy. Nhưng trong cái hoàn nạn này, tôi thấy được nó có lóe lên được một cái may mắn,
thì may mắn ở chỗ thiên không, nhưng mà nó nằm ở cái đất mộ. Đấy, có nghĩa rằng đất mộ có nghĩa là mồ thổ quy tàng. Tất cả những cái gì gian nan khó khăn, những cái gì đi nữa thì cuối cùng nó cũng bị cái bị vùi vùi lấp đi. Vùi lấp đi có nghĩa là nó được được tai qua nạn khỏi đấy. Đấy, đó là một điều tôi nghĩ là một điều may mắn ha. Như vậy mới còn mới là coi như bà này mới là coi như là đi được 5 năm của cái vận từ 25 và cho tới 34 thôi. Đấy, vậy còn 5 năm nữa. Con sao tham lang nó chủ về cái gọi là bắt đầu tinh, bước vào vần 5 năm đầu là nó quấn ngay, nó tác hỏa ngay. Đấy, nó tác hỏa ngay, nhưng mà từ 5 năm sau thì nó sẽ đỡ ra, có nghĩa là từ từ năm 2025 trở đi đấy thì cái bệnh tật của mình, hoàn nạn của mình nó sẽ bớt đi. Cũng may nhờ có thiên khôi thiên việt chiêu về, có nghĩa là gặp thầy gặp thuốc đấy, ha, gặp thầy gặp thuốc có thể là được cứu giúp. Nhưng phải nói rằng vần này, bởi vì thiên không nằm trong tứ mồ mà lại có bộ đào hồng đi với bộ đào hồng ở đây, đào hồng mà nó đi với tả hữu đấy, ở cái cung phúc này chiếu về này, bởi vì mà cần phải biết kêu cầu trong gia tiên ha, gia tiên của mình là ở cái nằm đất đấy, vừa mà có bộ đào bộ hồng loan mà đi với là coi như là tạ phù đấy, thì ở đây là trong 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 họ mình là nhờ bà cô nhá, bà cô ông Mẫn đấy, đấy nhờ đến bà thì bà cứu giúp ha. Và thực ra trên tướng tay của bà này tôi cũng có thấy những cái đường phúc âm nó hiển lên, nhưng mà rất tiếc là nó không có được được liền mật ha. Nhưng mà dù sao có còn hơn không đấy. Và một điểm nữa trên tướng tay này thì tôi thấy đó là cái bàn tay của Hầu Thiên ấy, bàn tay phải trái đấy, thì tôi thấy đó là mặc dầu cái đường sinh mệnh là ở về phần sau này nó hơi yếu, nhưng mà được cái là cái đường 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 thiên mệnh ấy thì nó có cái nhấn đôi rất là vững ở đây, nên ấy thì cũng có thể đây là một cái sự thay thế, một sự tiếp nối để mà cứu cánh lại cái sức khỏe của mình ha. Và một cái điểm nữa trong cái lá số của bà này thì tôi thấy cái cung tật ất của mình là vô chấn diệu mà ngũ tuần ha, vô chấn diệu ngũ tuần, có nghĩa là những cái bệnh tật của mình, bệnh tật của mình ấy là nó sẽ có cái sự là hóa giải đấy ha, đó cũng là một sự may mắn ha. Tuy nhiên thiên hình hỏa tinh mà đi với coi như là nằm trong cái cung tật của mình ấy thì phải nói rằng là cái việc mổ xẻ một cuộc đời mình á, cái nguồn liên quan đến cái giao kéo ấy, là không thể nào tránh khỏi ha. Đấy, thì biết thế để mà lường ha. Thì bây giờ đi vào cái vần mà bạn này quan tâm từ 36, 35 mà cho tới 44. Đây có con sao Thái Âm là Miếu Vượng. Đấy. Và có cái bộ không kiếp đi theo với Hoa Kỳ ở đây. Và nó nằm tại đất tuyệt. Đấy, đất tuyệt. Thì tôi thấy ấy, thì vần này là cái vần mà mình là cái người người tuổi là hơi máu mùi. Mà bây giờ đi tới cái cung tuổi của mình, có nghĩa là cái vần thiên thời của mình. Mặc dầu là thiên thời, tuy nhiên ấy, thì cái bộ sao nó không hợp hành với mình. Mình là phụ, là có tự phụ phụ tương liên mà đi tới cái bộ coi như là âm dương lương ấy, thì nó cũng không có được được hợp cách ha, không được hợp cách. Mà đặc biệt ở đây có cái bộ không kiếp mà đi với Kỳ đấy, thì trong cái gọi là trong cái may nó cũng có những cái tiềm ẩn ở trong đó đấy, thì bạn cần phải biết nha. Mà nếu mà trong cái vần này tôi thấy ở đây là có cái phường cát mà đi với không kiếp ấy, thì tôi nghĩ ấy, bạn này nên nên biết đặt tên khác cho mình đi ha, ngay từ vần này cũng được, chọn cái tên khác đi. Mà tốt nhất là nếu mà có quy y ấy thì có lấy cái pháp danh của mình để đặt tên ha, đặt tên cả cái tên Zalo, đặt tên cả cái tên Facebook của mình, và cũng là cái tên mà tên thường gọi cho mình luôn ha, để nó thay hình đổi xác đấy. Đấy thì nó sẽ tốt hơn. Và trong vần này nó là cái vần của đất tuyệt đó, mà cũng là cái vần của cái đất thủy nữa, thành ra sức khỏe của mình nó cũng chỉ dần dần nó được được ấy lên thôi. May nhờ có cái phúc tinh
từ cái lộc tồn này nó chiếu về ha, lộc tồn chiếu về. Tuy nhiên mình là cái người mệnh hỏa mà có bộ không kiếp đắc địa ở đây thì nó giúp cho mình ngay buổi đầu, nhưng mà ngộ nổi nó gặp kỹ thì sau đó nó có những cái gọi là tiềm ẩn ở trong đấy, tiềm tàng ở trong đấy ha. Đấy thì nó cũng không hay. Nhìn qua cái lá, nhìn theo bàn tay của bà này ấy, thì có thể nói rằng cái cuộc đời của mình nó có quá nhiều gian nan, nó có quá nhiều cái gọi là người ta kêu là thiếu may mắn, thiếu may mắn về điều lời nhé, đấy về điều lời đấy. Bởi vì mặc dù là có được người nhà, có được ba mẹ chăm sóc tận tình đấy, nhưng mà khổ nỗi là cái điều lời của mình nó sinh ra mà nó đi ngược là từ cái cung thổ ở đây, rồi đi qua đến hai đất của cái cung thủy nó khắc mình, rồi mới đi tới cái cung thổ ở trên này là mình bị sinh xuất, rồi đến lại cái cung kim, hai cung kim liên tiếp ở đây, nên cuộc đời của mình nó gọi là cái đường đi mình đi ngược dòng không à. Đấy, bởi vậy cần phải quan sát lại trên tướng tay. Cái tướng tay của bà này mặc dầu là cái, như tôi nói là mặc dầu bà đang cái thời kỳ là ăn thực dưỡng, nên là cái cơ địa của mình nó không được khỏe, và cái da thịt của mình nó cũng không được tốt. Tuy nhiên nhìn vào cái cung phúc này ở trên bàn tay là phúc non đấy, phúc mỏng ha. Đấy, nên bởi vậy cần phải biết người nhà, phải biết kêu cầu ha, phải biết kêu cầu gia tiên. Đấy, và nên tốt nhất bạn nên, nên 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 nếu chưa quy y thì quy y đi nhé. Theo tôi khuyên chân thành đấy, đấy nên quy y đi, càng sớm càng tốt. Đấy, để mà mong là mong sao có được là tam bảo gia hộ thêm. Bởi vì tướng tay của bà này ấy, thì ở cái tay tiên thiên ở bên này này, cái đường 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 đường, đường sinh mệnh ấy, thì nó có nhân chỉ đôi đấy, có nhân chỉ đôi rất là rõ ràng đấy. Và đường này nó cũng biểu hiện cho là mình là cái người có mà người ta kêu là có thần thần âm gia hộ đấy đi theo ha. Bởi vì trong cái bản mệnh của bà này cũng vốn gì có con sao cô thần này này đấy, có sao cô thần với là coi như là quả tú ở cái cung tài vật này nó chiếu về của mình rồi, mà có tả hữu chiếu về nữa, thành ra là cái duyên âm của mình nó có ha. Nếu mà không phát tâm sớm hoặc là mình không có quy y đấy, quy nhờ tam bảo đấy, thì những cái người ta kêu là oan gia trái chủ tương báo của mình đấy là nó tìm đến nó đòi ha. Đấy, nó gây cho mình những cái khổ nạn trong cuộc đời ha. Đấy, nên biết tu tập sớm đi. Thì thôi, trên đây là một số điều mà cân bí mật chỉ tay qua lá số tử vi và cái tướng tay của bà này để nói thêm một một số cái mà bà đang đang quan tâm, và đặc biệt đó là giúp cho bà có được cái cách nhìn, cái hướng đi của cái cuộc đời mình ha. Đấy, và mong rằng những cái điều mà cân chia sẻ với bà ấy thì có thể là nó đủ cái duyên để cho bà nhìn nhận ra cái vấn đề ha. Thôi, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Và chào, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái bài sắp tới.